Trưa ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải để điều tra về hành vi giết người. Ông Hải bị điều tra vì sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con của mình khi họ đang ngủ. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Hải đã khai nhận những gì? Thông tin chi tiết về vụ việc đau lòng này sẽ có ngay sau đây. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo nhưng làm ăn thất bại, nợ nần, không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẩn, Ông đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Sau đó ông Hải lên mạng mua bình khí CO, nhà tham khảo cách sử dụng. Trong lúc vợ con đang ngủ, ông Hải đã đầu độc bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ hít khí độc nhưng không chết. Sáng 23 tháng 8, mọi người phát hiện ra ông Hải và ba con gái lần lượt 21 tuổi, 14 tuổi và 10 tuổi đã tử vong, còn ông Hải nằm thoi thóp, liền được người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh sau khi được bác sĩ cấp cứu chăm sóc y tế điều trị triệu chứng liên quan ông hải qua cơn nguy kịch phía công an đã phong tỏa hiện trường căn nhà và làm việc với những người liên quan tại hiện trường công an thu giữ một bình kim loại chưa khí co và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí co khám nghiệm các tử thi lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến bốn mẹ con tử vong là do ngộ độc khí co công an tỉnh khánh hòa sẽ khởi tố hồ xuân hải để tiếp tục điều tra xử lý về tội danh giết người